Đạo truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ Tượng Phật Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú lần thầy chúng con kính tri ân Tượng Phật ở Minh Hạnh đã thay mặt ngài chư tăng truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Cảm ơn Sister Huệ Ngọc đã thay mặt đại chúng để làm giới tử. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp với thầy mặt trên mạng internet qua Podcast, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là nhà Việt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021 Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Abhidhamma chương 4 tóc yếu sắc pháp Rupa Sangha. Tiếp theo phần 3 bài 34 nhân sanh sắc pháp Rupa Samutha năng từ Giác Đẳng biên soạn và điều hợp. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Dạ, nên một bức thời gian chúng con cùng thỉnh từ chẳng đẳng từ bây giờ nhập bài học ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính đảnh lễ chư Tổ Tự Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều rất là khác biệt giữa Phật giáo nói chung và các tôn giáo khác và ngay cả đúng là khoa đại đó, đó là Phật pháp đề cập đến nhân sanh của các pháp, nhưng mà Phật giáo không đề cập đến khởi thủy của các pháp. Hai điều này rất khác nhau. Khi mà vật lý học đi truy tìm cái hiện tượng gọi là Big Bang, là nói đến cái khởi thủy đầu tiên, thì Phật giáo không nói đến cái điểm bắt đầu của thế giới này, mà thay vào đó đó thì Phật pháp dạy về những cái năng duyên tạo nên cái vòng luân chuyển cuộc sống, như là vô minh duyên hành, hành duyên thức, tướng duyên nhân sắc, v.v. Và do vậy khi mà chúng ta nói đến nhân sanh các pháp đó, thì ở đây chúng ta nói đến một cái hiện tượng đắp đổi chồng lẫn giữa pháp này pháp khác. Và bài học này đặc biệt có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nhìn vào thế giới vật chất, và riêng trong bài học ngày hôm nay, khi mà chúng ta nói về bốn cái nhân sanh của sắc pháp đó, thì chúng ta thấy một cái ngã rẽ rất là quan trọng giữa Phật học và khoa học. Khoa học thì khi đề cập đến vật chất, không nói đến nghiệp, nói đến tâm. Có thể nói rằng hai cái mảng lớn ở trong Phật học. Và ngược lại đó, thì trên phương diện nhiệt lượng và dưỡng tố đó, thì phải nói rằng khoa học ngày nay có một cái sự đào sâu rộng lớn, mà trong Phật học tương đối là chỉ nói ở một cái chương mục nào đó. Dĩ nhiên là bên cạnh hai điều này còn cho chúng ta thấy cái sự liên hệ mật thiết giữa danh pháp và sắc pháp, tức là giữa tâm pháp và sắc pháp. Như vậy bài học ngày hôm nay sẽ là một cái đề tài mà tất cả chúng ta phải đặc biệt lưu tâm và tìm cách kết hợp tất cả những cái mảng rời về kiến thức Phật học, về kiến thức của Thắng Pháp, để chúng ta có một ý niệm chung về sự tồn tại và tiếp tục tồn tại của vật chất. Cũng như những bài trước của giáo trình là
bài học do từ tòa từ sư biên soạn, nhưng mà chúng ta sẽ phân đoạn, sẽ có nhiều phân đoạn, mỗi phân đoạn như vậy được cần một câu thảo luận, có thể là một câu và có thể nhiều câu hơn nữa, nhưng mà chúng ta hy vọng rằng với thời lượng 2 tiếng đồng hồ đủ để chúng ta có thể lắng nghe, có thể thảo luận về đề tài rất là quan trọng này. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần đầu tiên, và sau đó thì chúng ta sẽ cung kính Thượng Tọa Từ Siêu để bắt đầu cho bài giảng. Và sau khi Thượng Tọa giảng xong phần đoạn 1 thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có phần thảo luận. Giờ mời cô Lâm Dương. Dạ, nam mô Sa Thú, chúng con kính trân Thượng Tọa Giảng Đẳng đã dẫn nhập cho bài học. Thì con xin đọc phần chánh văn bài học hôm nay. Bài 34, nhân sanh sắc pháp. Rupa Samutha Năng. Nhân sanh sắc pháp là sự trình bày về nhân cấu thành tất cả hiện tượng vật chất. Tháp nêu rất xác 4 nhân sanh vật chất là nghiệp, tâm, nhiệt độ và dưỡng tố. Trong lúc khoa học ngày nay đề cập rất rộng rãi về vai trò của nhiệt độ và dưỡng tố thì hoàn toàn không nói về hai nhân sanh nghiệp và tâm. Vật lý học có những khám phá quan trọng về nhiệt độ hay năng lượng trong lúc hóa học cho con người có những cái nhìn rất tinh xác về vai trò của dưỡng tố trong sự tồn tại của vật chất. Tất nhiên, hai nhân sinh vật chất khác là nghiệp và tâm là điều ít khi khoa học đã động tới. Cũng cần lưu ý là mặc dù nêu 4 nhân sinh riêng biệt, nhưng sự chồng lấn là điều cần ghi nhận. Nghiệp có liên hệ mật thiết với tâm. Dù ở đây sắc tâm và sắc nghiệp cần được phân biệt rõ, nhưng trong góc nhìn thường lý thì người ta nói tất cả do tâm tạo, trong lý luận tâm tạo nghiệp và quả của nghiệp tạo nên những hiện tượng vật lý khác, bao gồm cả nhiệt lượng và dưỡng tố. Cách nói của Thắng Pháp là sự phân định rõ ràng 4 nhân sanh vật chất. Phật học cũng nói tới 5 nguyên lý tự nhiên, Niyama, mà trong đó những định lý về nhiệt lượng, về chủng tử, về nghiệp, về pháp, về tâm, cho thấy Đức Phật dạy sự tồn tại độc lập của hiện tượng vật chất đối với nghiệp, tâm. Nói một cách khác, không phải tất cả pháp đều do tâm hay do nghiệp, nhưng một số tông phái Phật giáo chủ trương sau này. Con xin đọc lại. Nói một cách khác, không phải tất cả pháp đều do tâm hay do nghiệp, như một số tông phái Phật giáo chủ trương sau này. Cũng nên lưu ý là trên ý nghĩa tổng quát thì 4 nhân sanh sắc pháp mang ý nghĩa rộng lớn, nhưng trong một số luận giải hậu thời thì mang ý nghĩa cục bộ, đơn cử là giải thích về nhiệt lượng đối với vật chất. Chữ quý tiết trong ngôn ngữ thường thức chỉ cho thời vụ mùa màng, không chuyên chở chính xác ý nghĩa của chữ ủ tú ở đây. Mặc dù ủ tú cũng có nghĩa là thời tiết. Ngày xưa, ngày tịnh sự dịch là âm dương, chỉ cho nhiệt lượng nóng lạnh. Nghiệp, kamma, kamma, tâm, citta, quý tiết, ủ tú, vật thực, ahara là 4 nhân sanh sắc pháp. 1. Nghiệp tạo sắc. Đây chỉ cho nghiệp dị thời bất thiện, phi phúc hành, tức là tư bất thiện. Và nghiệp dị thời thiện dục giới, thiện sắc giới, phúc hành, tức là tư thiện dục giới và tư thiện sắc giới. Các nghiệp này thuộc đời trước, tạo sắc nghiệp đời sau. Sắc do nghiệp tạo, gọi là sắc nghiệp. Kammacharupa gồm có 18 thứ là 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền và sắc giao giới. 4 sắc tướng không cần kể. Nghiệp quá khứ tạo ra sắc nghiệp khởi sanh vào thời tái tục, Patisanhi, trong cõi ngũ uẩn. Sắc nghiệp sanh thời, bình nhật ở mọi sát na. Chánh văn đến đây tạm thời chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu giảng giải cho phần đầu. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử đã
kính bạch quý đại đức thượng vị, như chúng ta vừa nghe lời dẫn nhập cũng như bài đọc giới thiệu về nhân sanh sắc pháp, ở đây khi chúng ta nói đến pháp hữu vi hay danh sắc hay ngũ uẩn thì chúng ta nên biết rằng giáo lý của đạo Phật, giáo lý của Đức Phật không có nói về một nguyên nhân, mà lại nói rất nhiều nguyên nhân. Bốn điều kiện mà trở sanh sắc pháp, nghiệp để chi phối nó phát sanh lên sắc pháp, và là dị thời nghiệp duyên nà nắc khê nê cá cầm áp bách chê giá. Nói về tâm tạo ra sắc pháp thì ở đây nói đến câu sinh duyên, và 15 duyên thuộc về giống câu sinh nó đều tạo ra sắc tâm cả. Rồi nói đến cái nhiệt lượng hay là quý tiết, nhân sanh ra sắc pháp thì có cái gọi là Bakatopanisya Pachaya, là thường cận y duyên. Đối với vật thực là nhân sanh sắc pháp thì chúng ta có sắc Phật thực duyên, Rupa Hara Pachaya, vật thực hiện hữu duyên, vật thực bất ly duyên. Các pháp hữu vi tạo tác bởi nhiều nhân nhiều duyên, và cái duyên mà tạo nên sắc pháp thì chúng ta gọi đó là cái điều kiện sở sắc sắc bất thành á. Và khi mà chúng ta học về cái điều kiện tạo ra danh pháp hay là cái duyên tạo ra sắc pháp, cho chúng ta thấy rằng các pháp là vô ngã, không có một đấng quyền năng sáng tạo chủ nào độc lập và tạo ra vạn vật vũ trụ. Ở đây
khoa học cũng không có chấp nhận đấng sáng tạo chủ tạo ra vạn vật vũ trụ. Nhưng mà khoa học thì khi nói đến cái điều kiện mà tạo ra cái vật chất thì họ lại chỉ nói đến cái nhiệt lượng và cái dưỡng tố thôi. Nhưng mà họ bỏ qua một bên về nghiệp tạo ra vật chất, cái sắc pháp. Họ tạo bỏ quên tâm lệnh, cái sở sanh của sắc pháp. Trong đó thì đạo Phật là nêu cả bốn cái lý do. Và có lẽ là khoa học họ không có máy móc hay không có cái phương tiện nào để họ kiểm chứng được nghiệp quá khứ tạo ra cái sắc pháp hiện tại, cho nên họ không nói. Mà người làm khoa học họ cũng mù tịch, không có hiểu gì về tâm tạo ra sắc tâm như thế nào, cho nên họ bỏ qua. Và cho dù họ là một người Phật tử, họ nghiên cứu về Phật pháp, nhưng mà họ sẽ không có thể nói được. Bởi vì họ nói ra thì trên thế giới này không phải ai cũng có thể chấp nhận. Cho nên các nhà khoa học đó họ lại không nói. Họ không nói đến nghiệp và tâm là nhân tạo ra sắc vật chất, vì một là họ không thể chứng minh được, hai là dầu cho họ biết Phật pháp nhưng mà vì họ không muốn nói ra làm cho thế giới người ta phản bác. Còn đối với chúng ta là những người học Phật, chúng ta không phải là một nhà khoa học, cho nên cái chuyện mà chúng ta bàn luận về vấn đề này là chúng ta thoải mái để mà chúng ta bàn luận. Và tất nhiên ở đây chúng ta cũng phải có trí tuệ để chúng ta nhận thức và chúng ta lãnh hội làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Kính vị, khi mà chúng ta đề cập đến cái sở sanh đầu tiên là nói nghiệp, nghiệp tạo sắc ở đây là chỉ cho nghiệp vị thời. Bất thiện, nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Nhưng mà ở đây nghiệp mà tạo sắc thì chỉ có nghiệp thiện dục giới, thiện sắc giới mà thôi, chứ không có thiện vô sắc. Mặc dù khi chúng ta nói đến nghiệp thì chúng ta nghiệp vị thời thì chúng ta phải nói đến ba,
cái sở tư, tâm sở tư Chitana ở trong cái tâm bất thiện, hay gọi là tư bất thiện, để tạo ra cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ác. Thì nghiệp đó nó tạo ra sắc pháp, tức là tạo ra sắc nghiệp, nó tương ứng với các cái cõi tái sanh, cõi khổ của đọa xứ. Còn nghiệp thiện, dục giới, tức là tư tâm sở ở trong tám tâm thiện dục giới. Tư sở đó nó đóng vai trò nghiệp vị thời, tạo ra quả vị thời, tạo ra sắc pháp, cái thân tướng của loài người, hay là thân tướng của các vị chư thiên, các vị phạm thiên sắc giới. Tư thiện sắc giới cũng là nghiệp để tạo ra danh sắc trong cõi phổi ở phạm thiên sắc giới. Sắc nghiệp, sắc mà do nghiệp tạo ở đây gọi là sắc nghiệp kamacca arupa. Nó gồm có 18 thứ ở trong 28 sắc pháp. Đó là tám sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi và ô chát, dưỡng tố. Rồi năm sắc thần kinh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hai sắc tính là nữ tính và nam tính, hai sắc giới tính. Sắc y vật là trú căn của ý giới, ý thức giới. Rồi sắc mạng quyền, là một sắc nghiệp để duy trì cái mạng sống, duy trì các cái sắc nghiệp được tồn tại với cái tuổi thọ của tương ứng với các cõi. Và sắc giao giới, tức là ranh rắp giữa các sắc, các bộ sắc. Ở đây chúng ta kể 18 đủ rồi, chúng ta khỏi cần kể 4 sắc tướng. Nếu mà kể nữa thì thành 22 sắc, hoặc là kể thành 20 sắc, lấy sắc xanh, sắc tím với 18 thành 20 sắc. Nếu kể luôn 4 sắc tướng thì 18 với 4 là 22. Kể như thế này thì chúng ta phải hiểu rằng cái gọi là Atapha quá, tức là một cái cá thể sinh ra ở đời làm thân nhân loại, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, giới tính nam hay giới tính nữ, nó khác khác nhau là do nơi cái nghiệp nó trợ tạo. Nghiệp thủ ở trong quá khứ, hay là nó tạo ra một cái cá thể Atapha quá, cõi chư thiên, cõi phạm thiên, với cái thân tướng như vậy, màu da như vậy, mắt như vậy, lỗ tai như vậy, mũi như vậy, lưỡi như vậy, thân như vậy. Tất cả những cái cá thể
mà được xuất hiện ở đời đều là do nghiệp, do nghiệp tạo ra. Đừng có nói chi ở đâu xa, chỉ ngay như trong cõi người của chúng ta. Mặc dù chúng ta là loài động vật hai chân, chúng ta đều có mắt, có tai, có lỗ tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Nói chung chung như vậy, đầu mình và tay chân giống nhau vậy. Nhưng mà thực ra thì hoàn toàn cái thân tướng của chúng ta khác nhau. Nó không phải là giống nhau như cái khuôn đúc dầu cho hai anh em sinh đôi. Nhìn thoáng qua thì thấy có vẻ giống nhau, nhưng mà xíu xét cho kỹ thì nó cũng có một vài nét khác nhau. Đó là do nghiệp phân loại. Như vậy thì cái nguyên nhân thứ nhất, cái sở sanh ra sắc pháp, thứ nhất là nói về nghiệp tạo ra sắc pháp 18 loại, nói là như vậy. Sau này chúng ta sẽ có dịp để chúng ta học, thì chắc có lẽ là tiếp đến chúng ta sẽ học để chúng ta phân bọn sắc nghiệp gần có bao nhiêu bọn, chứ không phải chỉ đơn giản là 18 sắc nghiệp đó rờ rạc như vậy là đủ. Thì đó là cái phần thứ nhất chúng tôi xin được trình bày. Bấy nhiêu bây giờ kính thỉnh thượng gửi cho đấng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình thưa tập thư sư. Bạch thưa tập thư sư, thật ra thì trong phần sắc nghiệp này chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận, nhưng mà chỉ xin hỏi thưa tòa hai câu thôi. Đầu tiên từ đó thì giải thích là tại sao ba cái sắc đặc biệt mà đôi khi trong này gọi là sắc kỳ dị đó, sắc đặc biệt là khinh nhu thức sự đó, thì lại không kể vào sắc nghiệp. Mặc dù trên một cái siêu diễn nào đó thì chúng ta thấy rằng những lời sắc đó nó cũng có thể do cái nghiệp báo chi phối mà lại không được đề cập là sắc nghiệp. Xin kính thưa tổ quan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta hãy nghe xem một cái thí dụ. Ví như khi người ta sản xuất ra cái mặt hàng gỗ, người ta đóng cái bàn, cái ghế, cái tủ, thì chỉ nói đến mặt hàng gỗ thì người ta tạo ra cái hình thức của cái bàn đó, cái ghế đó, cái kích cỡ nó như vậy, chiều dài chiều ngang nó như vậy, bằng loại gỗ gì, chỉ đến chừng đó thôi. Việc mà cái bàn được đánh bóng màu gì, nó láng mịn như thế nào, là do cái kỹ thuật của anh thợ sơn
Cho nên cái chuyện bóng loáng nhẵn mịn của mặt bàn, cái này không có đề cập đến khi mà người ta xẻ gỗ, người ta bào, rồi người ta cắt mộng, người ta ráp vào thành cái bàn. Cũng vậy, ba sắc đặc biệt hay ba sắc kỳ dị, khinh nhu thích nghiệp cũng giống như là cái hiện tượng bóng loáng của cái bàn gì đó. Sắc nghiệp ở đây do nghiệp tạo là chỉ nói đến cái sơ khởi là một cái món đồ bằng gỗ được tạo ra với cái hình dáng như vậy, cái chiều kích như vậy, đến chừng đó thôi. Bởi vì một khi nghiệp đã tạo ra cái sắc đó rồi đó, thì nó cố định là như vậy, không có thể làm khác đi được. Trong khi ba cái sắc gọi là vikara, tức là biến hóa sắc hay là linh hoạt sắc, thì cái này nó nhất thời tâm quyển chuyển, hay là với cái nhiệt lượng, cái thời tiết thích hợp, hoặc là với cái vật thực được đầy đủ dưỡng tố, nó sẽ tạo ra một cái sắc có thể là nhẹ, mềm và thích nghi. Cái đó là do ba cái nguyên nhân sao hỏi tâm, thời tiết và vật thực. Chứ còn nếu mà do nghiệp tạo thì chỉ nói đến một cái cá thể được hình thành bởi do nghiệp ở quá khứ tạo ra, tùy theo cái chủng loại của các cõi, chủng loại chúng sanh ở các cõi, đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh hay quá sanh. Và khi mà nghiệp nó tạo ra cái con thú thì hình thức như vậy, con người phải là hình thức như vậy, một vị chư thiên phải là hình thức như vậy, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây khi đề cập đến sắc nghiệp thì chúng ta thấy không có ba cái sắc đặc biệt. Nghiệp nó không tạo ra ba cái sắc đặc biệt. Tâm tạo ra ba cái sắc đặc biệt được, quý tiết tạo ra ba cái sắc vật thực được, ba cái sắc đặc biệt được vật thực không vậy. Nhưng mà nghiệp thì nó chỉ tạo ra cái sắc pháp, cái hình thức như vậy, chứ nó không tạo ra cái sự đặc biệt. Cũng giống như chúng ta cho một thí dụ khác, đất thì nó tạo ra cây, cây cỏ,
nó làm cho cây cỏ được mọc lên, được phát triển, được lớn mạnh. Nhưng mà cái lá cây đó, cái nhánh cây, nó xanh mướt hay không đó, là nó tùy theo, nó tùy theo cái diệp lục tố, nó do nơi hấp thụ ánh nắng mặt trời, hoặc là ở những nơi có sương có gió thì nó tạo ra cái sự tươi mướt đó, tạo ra cái sự xanh xanh tốt. Chứ cái này không phải là do cây nó, do đất nó tạo. Đất nó tạo thì chỉ xanh sôi nảy nở cái thân cây thôi, rồi nó tạo ra cái cành nhánh. Còn cái mướt ở bên ngoài đó, hay là cây, cái da cây nó xù xì hay nó trơn láng tùy theo. Nhiều khi cây ở trong rừng, thưa quý vị, cây nào mà nó ở cái thân nó ở hướng mặt trời mọc đó thì cái màu sắc nó khác, cái da cây nó phát triển khác. Mà ở phía bên cái thân cây, ở phía hướng về phía tây mặt trời lặn đó, vị không có trực tiếp tiếp xúc ánh nắng, cho nên cái thân cây nó sẽ khác đi. Cho nên cái chuyện mà lá cây hay thân cây, da cây mà nó có màu sắc uyển chuyển như thế nào đó, nó có sự thay đổi như thế nào, cái này không phải ảnh hưởng do đất, mà ảnh hưởng do mặt trời, hay là do tiếp xúc với cái khoảng trống không khí, vân vân, tiếp xúc với gió. Thì chúng ta cũng phải hiểu cái thí dụ này cho cái việc mà sắc nghiệp tạo ra, nghiệp tạo ra sắc nghiệp đó, thì không có tạo ra cái sắc đặc biệt, cái sự linh hoạt của sắc pháp đó, là tùy thuộc vào tâm, tùy thuộc vào nhiệt lượng hay thời tiết, tùy thuộc vào vật thực thôi, chứ không có, chứ cái sự linh hoạt đó không phải là do nghiệp. Một vài cái thí dụ để giải thích trong vấn đề này tôi xin được trình bày như thế. Nam mô Bụt Thầy. Sao tôi kính trình thượng tọa thầy sư. Bạch thượng tọa thầy sư, hôm nay chúng ta học về sắc nghiệp, và sắc nghiệp ở đây tức là nghiệp, là quả di thục của nghiệp. Mà ví dụ như chúng ta nói về sắc giới tính là nam tính hay nữ tính là do nghiệp quá khứ. Bây giờ có những người họ đi chuyển giới, ví dụ như họ có tiền, họ ở vào Thái Lan, họ đi chuyển giới chẳng hạn, thì cái sự chuyển giới của họ có được xem là chuyển nghiệp hay không? Dựa trên cái nhìn của Phật học và đặc biệt là Thắng Pháp, xin kính thỉnh thượng tọa hoàng nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì người ta tính, nếu mà kể về cái sắc giới tính
và do nghiệp tạo đó là sắc giới tính nó hiện khởi đồng sanh với cái thức tái tục vào cái thời điểm mới vừa tục sinh kìa. Sắc giới tính lúc đó đó là do nghiệp tạo. Còn ở trong thời Nhật, sắc nghiệp mà thuộc về giới tính người ta muốn sửa nó như thế nào thì sửa, nhưng mà dù là sửa thì cái hình thức nó là như vậy thôi. Cái hình thức nam căn với nữ căn, Ethilinga và Pumalinga, nó sửa nam căn sửa thành nữ căn, nữ căn sửa thành nam căn. Sửa sửa như vậy mà cái giới tính ở đây đó là nó không có, nó thuộc về sắc tế chứ nó không phải là sắc thô. Cho nên cái bản chất của nam tính, bản chất của sắc nữ tính vẫn còn ở trong cái người đó. Dùng cho sửa cái hình thức, thấy rõ ràng cái thân của họ, thân của anh chàng đó, cái tướng đi dẻo lả cũng giống như người nữ, rồi những cái bộ phận như là ngực hay là mông nó giống như nữ, không giống người nam. Cái đó là theo sự đánh giá của người ta. Con mắt phàm của chúng ta nhìn, chúng ta thấy khi mà sửa như vậy thôi. Chứ kỳ thật thì cái sắc giới tính nó được biểu hiện qua bốn cái hành trạng mà chúng ta gọi là Lingga, Nimitta, Kutta, Akapa. Thì bây giờ dầu cho sửa cách nào đi nữa thì nó cũng, hồi cái lúc tục sinh như thế nào thì bây giờ cũng là như vậy. Chỉ có điều là nó ảnh hưởng do cái gọi là Bakatunis giáp với cái giá, do cái thường cận y duyên. Một người khi cha sanh mẹ đẻ, hồi cái lúc mà tục sinh ở trong bụng mẹ đó, thì anh ta là đàn ông, là nam tính rõ ràng. Nhưng mà vì do cái thường cận y duyên, một là ưu tú thời tiết, hai là phô chánh ác là vật thực, ba là bút ca lá người thân cận, rồi bốn là sena sena là cái chỗ ở hay là cái môi trường họ tiếp xúc, rồi tự nhiên cái anh ta đang là nam, cái anh ta chuyển sang anh ta lại thích giới tính nữ, rồi anh ta cứ thực hiện như vậy, hành vi anh ta ẻo lả giống như người nữ, hay là anh ta thoa son đánh phấn bơm ngực vân vân, thì anh ta làm như vậy. Cái đó là do cái thường cận y, do thường cận y, nhưng mà không phải là cái chuyển nghiệp. Chúng ta nên nhớ cái đó không phải là chuyển nghiệp. Vì cái nghiệp đã tạo ra cái sắc giới tính ngay từ cái lúc tục sinh. Và bây giờ nếu mà muốn chuyển nghiệp là phải chuyển nghiệp bằng cách tạo một cái nghiệp khác, chứ không phải sửa cái hình thức đó là chuyển nghiệp.
bỏ tiền ra đi thẩm mỹ viện hay qua bên Thái Lan để đi kiếm cái chỗ mà người ta chỉnh sửa, gọi là chuyển giới tính, gọi là chuyển giới tính, nhưng mà thật sự ra không phải là chuyển nghiệp được. Những cái chuyên gia mà họ chuyển giới tính đó, anh chàng đó thì anh cũng không biết nghiệp nó tạo ra kiểu nào, do cái nghiệp gì, cho nên anh ta chuyển cũng không được. Anh ta chỉ áp dụng theo cái thủ thuật khoa học để làm cho nó giống nữ chút xíu vậy thôi, chứ anh ta không thể chuyển hoàn toàn được cái hình thức. Đừng nói chi là chuyển nghiệp, chuyển hình thức thịt đó, da đó, thì ta có thể làm thành nữ, hồi nãy thành nam nhưng mà bây giờ thành nữ, thì làm hơi giống được, nhưng mà chuyển nghiệp rồi không thể chuyển được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Trực Đẳng như vậy. Chúng ta mất 45 phút cho cái phần nghiệp đó, thì do đó cho nên cái phần tâm quy tiết Phật thực còn 3 phần nữa, xin thượng tọa Trực Đẳng quan hỷ giúp cho nó kịp cái thời gian đi đủ bài. Nếu mà không có đủ thời gian thì cứ như bài hôm nay bỏ, chứ tuần sau ngày Chủ nhật tới là chúng ta đi sang bài khác, chúng tôi sẽ không có thiết lại. Xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho cái phần 2. Dạ, xin mời vị được phụ trách phần 2 quan khỉ đọc cho phần 2 dịp chậm. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin phép đọc phần 2. Tâm tạo sắc đây là 107 thứ tâm trừ 5 trập thức và 4 quả vô sắc. Sắc do tâm tạo gọi là sắc tâm, Sitta Charupa, gồm có 15 thứ là 8 sắc bất ly, cảnh thinh, sắc giao giới, 3 sắc linh hoạt, 2 sắc biểu tri, 4 sắc tướng, không cần kề vì tự nhiên có theo các sắc khác. Sắc tâm hành động do tâm khiến, có 7 cách là nói, cười, khóc, đại oai nghi, tiểu oai nghi, kềm vững oai nghi, cách bình thường, cách thở hô hấp. Tâm hành động nói là do 32 tâm đạo, 29 động lực dục giới, 1 2 ý môn, 2 tâm thông. Cười là do là sắc tâm, do 13 tâm đạo, tâm tạo, 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, 4 tâm đại thiện thọ hỷ và 4 tâm đại tố thọ hỷ. Khóc là sắc tâm, do 2 tâm tạo, 2 tâm sân. Tiểu oai nghi là tâm, do 32 tâm khiến, 20 tâm đồng lực dục giới, tâm khai ý môn và 2 tâm thông. Đại oai nghi là sắc tâm, do 32 tâm kiến, 29 đồng lực dục giới, tâm khai ý môn và 2 tâm thông. Kềm vững oai nghi đi là sắc tâm, do 32 tâm kiến, 29 đồng lực dục giới, 1 tâm khai ý môn và 2 tâm thông. Kềm vững oai nghi đứng, nằm, ngồi là sắc tâm, do 90 tâm khiến, 29 đồng lực dục giới, 58 đồng lực kiên cố, 1 tâm khai ý môn và 2 tâm thông. Cách bình thường là sắc tâm, do 107 tâm khiến, trừ ngũ sâm thức và 4 quả vô sắc. Tâm trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên thời hiện tại. Sắc tâm khởi sanh
vào sát na hữu phần sau tái tục và trong thời bình nhật khởi lên vào mỗi sát na tâm, ngoại trừ vào thời điện thức tâm, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và phần chính kinh đến đây là kết thúc. Chúng con kính cung thịnh thường tọa tề siêu giảng giải phần 2 hôm nay. Dạ, con kính cung thịnh ngài Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái nhân tạo sắc thứ hai đó là tâm, và chúng ta nên hiểu sắc tâm là cái loại sắc hoạt động như là nóng, cười, khóc, đại quy nghi, tiểu quy nghi, kềm vững quy nghi, và sắc tâm bình thường là hơi thở. Đó là bảy sắc tâm hành động. Một cái xác chết mặc dù còn cái miệng đó, nhưng mà cái miệng không thể thốt nên lời, bởi vì không có tâm. Cái xác chết nó vô thức. Cái xác chết vô thức nó cũng không thể cười, không thể khóc được, không thể đi, không thể đứng, không thể nằm, không thể ngồi. Không có hô hấp, thở ra thở vào. Là tại vì thức không có tâm thức. Thì như vậy chính tâm tạo ra cái gọi là sắc tâm. Ở đây chúng ta nói một cái tổng quát. Tâm mà tạo được sắc, sắc tâm thì có 107 thứ tâm, trừ ra cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, gọi là năm cặp thức hay ngũ xung thức, và bốn tâm quả vô sắc. Thì nó không, 14 thứ tâm này không có tạo ra sắc tâm. Còn 107 thứ tâm kia đó thì nó tạo ra được nếu mà 7 cái sắc tâm hành động nói cười khóc, đại quy nghi, tiểu quy nghi, kềm giữ quy nghi và cách bình thường là hô hấp, thở. Bây giờ cái sắc tâm đó nếu mà chúng ta kể tính về chi pháp ở trong 28 sắc pháp đó, thì có 15 thứ thôi. Là tám bất ly. Tám sắc bất ly này
trong trường hợp nào cũng hễ mà có cái tế bào vật chất thì cũng đều có tánh bất ly thôi quý vị. Đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và ô chát, dưỡng tố, sắc cảnh thinh, sắc giao giới, ba cái sắc đặc biệt, hai sắc biểu tri, là chúng ta kể 15. Nhưng mà khi mà chúng ta học ở trong duyên hệ đó thì kể đến 17 thứ sắc, sắc tâm là thêm hai cái sắc sinh và tiết ở trong bốn sắc tướng. Nhưng ở đây không có kể. Nếu mà kể mai mốt chúng ta phân bọn ra thì chúng ta không kể, vì nó không có, nó không phải là sắc cụ thể. Nó chỉ là tự nhiên theo cá cắt thôi. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến tổng quát á, thì chúng ta nói rằng 107 thứ tâm đó là nó tạo ra mười lăm sắc tâm. Nhưng trong 15 sắc tâm đó thì sắc âm hành động có 7 cách. Không phải là 107 tâm đó nó đều tạo ra cái sự nói được, nó tạo ra cái sắc tâm nói hay sắc tâm cười, sắc tâm khóc được. Chúng ta phải phân ra. Nói tức là miệng, khẩu biểu tri, lại thêm cảnh thinh, khẩu thinh biểu tri. Thì như vậy tâm mà tạo ra cái cách nói nó chỉ có 32 tâm thôi, 29 động lực dục giới, tâm khai y môn và 2 tâm thông. Chúng ta nên nhớ những cái tâm thì sắc giới, thì vô sắc giới ở tâm siêu thế không có tạo ra cái sắc tâm nói, lúc đó không có nói. Cười, cười thì cũng hạn chế tâm, cười là sắc tâm do 13 tâm tạo. Ở đây 13 tâm phải thọ hỷ, vì cười là phải là tâm vui. Do đó bốn tâm thân thọ hỷ, tâm sinh tiếu, bốn tâm đại thiện thọ hỷ, bốn tâm đại tố thọ hỷ, tạo ra cái cách cười thì chỉ có 13 tâm tâm, 13 tâm tạo ra. Còn sắc tâm mà khóc á, thì chỉ do hai tâm sân nó tạo ra thôi. Tiểu Quy Nhi, chúng ta nói Tiểu Quy Nhi trước. Tiểu Quy Nhi ở đây tức là cái sự lắc đầu, cái sự gật đầu, hay là giơ tay, vỗ tay, co tay, vỗ tay, hoặc là xoay người, xoay đầu chẳng hạn, thì cái đó Tiểu Quy Nhi. Nó có 32 tâm khiến, tức là 27 tâm động lực dục giới, tâm khởi môn và 2 tâm thông. Tâm thần thông làm gì cũng được cả. Còn tâm khai y vô thì đương nhiên là cái diễn trình tâm khởi lên thì phải là khai y môn dẫn đầu.
29 động lực dục giới ở đây đó là 12 tâm bất thiện. Tâm sinh tiếu và tâm đại thiện, tâm đại tốt. Đại quy tức là cái cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi. Cái sắc tâm này cũng do 32 tâm khiến, giống như tiểu quy như vậy, tức là 29 động lực dục giới, hai tâm khẩy, tâm khẩy môn và tâm thông. Kiềm diễn quay nghi tức là chúng ta ngồi cũng do 32 tâm đó, mà chúng ta ngồi được lâu đó, cũng là do 32 tâm đó nó kiềm vững quay nghi. Chúng ta bước đi có vậy, hay chúng ta đứng vững cũng do 32 tâm đó tạo, nó khiến cho tạo ra cái sắc tâm này. Cái đó kìm giữ quay nghi đi. Còn ba cái quay nghi sau là kìm giữ quay nghi đứng, quay nghi nằm, quay nghi ngồi đó, thì do 90 tâm khiến là 29 tổng lực dùng giới, 58 tổng lực kiên cố, tâm khẩy môn, hai tâm thông. Có nghĩa là ngoài 29 tổng lực dùng giới ra đó, thì những cái tâm động lực thiền hay động lực đạo quả, khi mà đắc thiền, lúc đức đắc thiền hay đắc đạo quả, thì thiền hay tâm đạo quả khởi lên rồi nó làm luôn cái chức năng là nó kềm giữ quay nghi. Bởi lúc đó là cái tâm trụ, cái thân trụ, đứng là trụ, nằm là trụ yên, ngồi là trụ nửa thân, là do cái tâm kiên cố có thể làm được. Tâm kiên cố Appana ở đây tức là chỉ cho thiền, động lực thiền và động lực tốt, động lực siêu thế. Động lực thiền, động lực siêu thế. Cho nên cái vấn đề mà kèm diễn quay nghi đó, thì chúng ta nhớ có bốn cách. Tức là kèm diễn quay nghi đi thì chỉ có 32 tâm mới khiến cho đi được, là 29 động lực dục giới, tâm khẩy môn, tâm thông. Nhưng kèm vững quay nghi đứng nằm ngồi đó thì 58 động lực kiên cố cũng kèm diễn quay nghi đó được. Cho nên một người có thể đắc thiền lúc đứng, lúc nằm hay lúc ngồi, đắc đạo quả lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi được. Bây giờ chúng ta nói đến cách bình thường. Cách bình thường ở đây tức là chỉ cho cái hơi thở ra hơi thở vào cũng là cái cách bình thường. Hoặc là cái sự thôi thóp do nhịp tim, hoặc là do mạch, nó làm cho thôi thóp ngay cái chỗ thịt ở cổ hay ở tay chẳng hạn, hoặc là hơi thở ra hơi thở vào, vân vân, thì đó gọi cách bình thường. Thì nó đều do 107 tâm chỉ trừ ra ngũ xung thức và bốn quả vô sắc thôi. Nói tóm lại là tâm trợ cho sắc tâm
bằng câu sinh duyên sa cha tát kama pachaya đã thuộc thời hiện tại, có nghĩa là sắc tâm bắt đầu khởi sanh rồi sắc na hữu phần sau tâm tái tục. Trong thời Bình Nhật thì nó khởi lên mỗi sắc na tâm, ngoại trừ vào thời điểm thức tâm, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Cái này thì nó còn có một chi tiết khác mà nếu trình bày ra đây thì chắc có lẽ là chúng ta hơi khó hiểu, vì chúng ta chỉ sắp học tới chứ chúng ta chưa học tới. Đó là chúng ta nói về cái sắc nghiệp, cái sắc tâm mà nó thiếu bình số, vào cái thời điểm lộ trình tâm khởi lên mà tâm nhãn thức, sát na nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ngay cái thời điểm sát na đó thì sát tâm ngưng, không có sanh, không sanh lên ngộ bọn nào hết. Thế là ngay chỗ đó có sát tâm diệt mà không có sanh. Thế là bình số nó là 16. Rồi nó bị thiếu và bị dài. Cho đến đủ 17 sát na sau thì bắt đầu bình số nó mới trở lại. Nhưng mà cái này thôi, chúng ta đừng có suy nghĩ làm chi. Cái này chỉ có khi nào chúng ta nghiên cứu học vì diệu pháp mà tự chúng ta bắt đầu chúng ta nghiên cứu để chúng ta dạy đó, hay để chúng ta soạn sách đó, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra. Còn khi mà chúng ta ngồi nghe một cách thụ động như thế này thì nói ra ta sẽ không hiểu, nhất là khi chúng ta mới vừa học, bắt đầu bước vào học A Tỳ Đàm thì mấy cái này chúng ta khó hiểu lắm thôi. Thì trong cái phần 2 chúng tôi chỉ giải thích bao nhiêu đó. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, chúng ta đặc biệt khi học về sắc tâm thì chúng ta có đề cập đến một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là kềm vững của anh ấy, hay là kềm vững cái tư thế. Ví dụ chuyện mình ngồi chẳng hạn, mình đứng, mình đi, nó có cái làm sao cho không có trao đảo, không có ngã. Thì cái đó là cái bản năng tự nhiên của tâm, hay là cần có một cái chủ tâm. Ví dụ như là bây giờ một người ngồi thiền, trong lúc mà họ nhập thiền hay là trong lúc họ niệm hơi thở thì họ có cần chú tâm để mà kềm vững nguyên hay không, hay là điều đó nó trở thành một cái mà chúng ta gọi là bản năng. Tại vì thật ra đó thì chúng ta biết rằng tâm nó không làm hai việc, và đôi khi tâm nó tập trung vào cái gì đó. Ví dụ trong lúc tâm nhập thiền đó, thì cái tâm đó nó có cái chủ ý để kềm vững nguyên hay không, hay là cái kềm vững nguyên đó là một thứ phản xạ tự nhiên của tâm, một cái mà chúng ta gọi là bản năng thôi. Kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích thêm một chút về điểm này. Kính bạch thưa quý vị, cái gọi là tâm tạo ra sắc tâm thì đó chỉ là một cái phản xạ tự nhiên chứ không phải là chú ý. Chỉ trừ ra cách nói, cười, khóc hay là đi
đứng, nằm ngồi, tiểu quay đi, những cái sắc tâm hành động đó, đó thì tâm mới chủ ý được. Còn như kèm vững quay đi và bình thường, cách sắc tâm bình thường, cái đó là cái phản ứng tự nhiên. Do đó ở đây chúng ta phải hiểu, khi một cái tâm thiền sanh khởi, tâm thiền đó chỉ làm có mỗi một cái việc là định tâm trên đề mục. Ngoài ra nó không có bắt làm cái việc khác, không phải là chú ý điều khiển cái sắc tâm đâu. Nó chỉ là kèm những quay nghi, là lúc đó không để cho cái tư thế ngồi nó bị ngã, hay là nằm nó bị lệch, hoặc là khi đứng mà bị té, nó cần giữ quay nghi cách đó. Còn hơi thở quý vị, hơi thở ra, hơi thở vào thì cái đó là cái tự nhiên, chứ không có điều khiển được. Cho nên ở trong sắc tâm đó chúng ta còn tùy sắc tâm, mà sắc tâm hành động thuộc về nói, cười, khóc, đại quy nghi, cử chỉ đại quy nghi, cử chỉ tiểu quy nghi đó, thì cái đó là do cái sự tâm điều khiển, chú ý tâm điều khiển, có cái sự chú ý. Còn khi nói đến sắc tâm hành động mà kèm vững quay nghi và sắc tâm bình thường như là thở ra thở vào, thì cái đó là do cái phản ứng tự nhiên của tâm đối với sắc tâm thôi, nó tạo ra sắc tâm một cái tự nhiên, chứ không có kèm vững, chứ không có do cái sự chủ ý tâm tạo. Nếu mà đắc đạo quả đó, tâm đạo tâm quả khởi lên mà chú ý là để kèm những hoài nghi đừng cho nó ngã, hay là kệ, hay là chú ý điều khiển cái hơi thở dạ ra hơi thở vào như vậy, thì đâu còn cái thời gian đâu mà chú tâm lên cái cảnh siêu thế là niết bàn được. Tâm không làm hai việc, cho nên chúng ta phải chú ý ở điểm này. Còn khi mà chúng ta nói thì đương nhiên chúng ta phải lựa lời mà chúng ta nói, cái đó là do tâm chủ ý. Tâm chủ ý do có sự chủ tâm mới nói được. Để cười cũng vậy, do sự chủ tâm mới cười. Khóc cũng vậy, nói tóm lại là tùy theo sắc tâm, nhưng mà cái sự kiềm giữ tư thế đó thì không phải do tâm nó chủ ý, đó chỉ là bản năng tự nhiên thôi. Hồi nãy đến giờ khi mà ngồi giảng bài đó là chúng tôi không có chủ ý để mà kềm giữ quay nghi ngồi trên ghế đâu, chỉ là chú tâm lo giảng bài thôi. Nhưng trong suốt 2 tiếng đồng hồ chúng tôi không có bị ngã bây giờ. Xin thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Kính thưa thượng tọa tu sư, bạch thượng tọa tu sư, có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những cái tư thế hay là cử chỉ mà chúng ta gọi là đại quy nghi và tiểu quy nghi nó thuộc về sắc tâm, nhưng mà có thể nào những sắc tâm này nó là do nghiệp chi phối không? Ví dụ như là cái tướng cách của mỗi người đó, đi đứng ngồi nằm cử chỉ có khi là sang cả hay là thô tháo, quý phái hay là không quý phái, thì cái tư thế hay là cái cử chỉ hay chúng ta gọi là đại quy nghi tiểu quy nghi có nhất thiết
là hoàn toàn do tâm không, hay là nó còn do bị chi phối bởi nghiệp quá khứ nữa? Thí dụ chúng ta nói về những cái tướng cách cao quý của Đức Phật chẳng hạn, thì nó cũng do nghiệp quá khứ vậy. Xin thỉnh ý kiến của sư đoàn. Dạ, yeah, xin hỏi thiền tọa từ siêu có nghe lại được không? Nếu thiền tọa từ siêu nghe, xin thiền tọa hoan hỷ cho biết. Và một lần nữa xin được hỏi thiền tọa từ siêu, thiền tọa có nghe được không? Thì quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Nếu quý Phật tử nào trong room mà nghe được chúng tôi nói, xin quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết. Bạch thiền tọa từ siêu, thiền tọa có nghe được không vậy? Xin hỏi thiền tọa từ siêu, thiền tọa có nghe được không? Thưa quý vị, chúng ta đang gặp trong các đường truyền của thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa không nghe được chúng ta nói. Quý vị chờ một chút nha. Dạ. Ở trong lúc chờ thiền tọa tuệ siêu trở lại đó, thì chúng tôi xin được thưa quý vị là mặc dù đôi khi chúng ta có những cái cách phân biệt đây là nguyên nhân của tâm hay là nguyên nhân của nghiệp hay là nguyên nhân của nhiệt lượng hay là nguyên nhân của dưỡng tố, nhưng mà nó có sự chồng lấn. Chúng tôi nhắc quý vị là có sự chồng lấn ở đây, nghĩa là có cái này nó là chi phối cái kia, có cái gì nó chi phối cái nọ, chứ nó không nhất thiết là biệt lập hoàn toàn. Quý vị nhớ như vậy. Là khi mình trình bày thì mình trình bày riêng rẽ, nhưng mà khi mà mình khi mở trên thực tế bên ngoài đó, thì nó có cái sự chồng lấn lên nhau, tức là nó có sự pha trộn. Ví dụ như là chúng ta nói về cái hơi thở. Hơi thở đó là một cái phần tự nhiên của cuộc sống. Nhưng mà rồi chúng ta cũng nhớ rằng hơi thở nó cũng là một thứ sắc tâm, nhưng không phải hoàn toàn sắc tâm. Có những lúc mà chúng ta chợt vui, chợt buồn, có những lúc chúng ta sợ hãi, có những lúc chúng ta ham muốn. Thì nếu những lúc đó mà chúng ta biết về hơi thở của mình, thì hơi thở nó bị chi phối. Và rồi chúng ta cũng nên hiểu rằng mặc dù có nhiều thứ ở tại đây, như là mình nói khóc, khóc ở đây như quý vị thấy trong bài học đó là khóc cho hai tâm sân, nhưng mà trên thực tế thì không hẳn là khóc lúc nào với tâm sân hết. Có nhiều khi người ta vui quá người ta cũng khóc được, và vui quá người ta cũng khóc, chứ không phải là chỉ có buồn mà thôi. Và cũng có một số những cái sắc tâm mà ở trong bài học này không có nêu ra. Ví dụ như người ta mắc cỡ thì đỏ mặt. Và cái sự đỏ mặt đó nó cũng là ảnh hưởng đến do cái tâm lý. Và nó có những hiện tượng về sắc tâm rất ư là tế nhị. Và rất ư tế nhị. Ví dụ như là cái sắc tâm ảnh hưởng đến cái sức khỏe chung của chúng ta chẳng hạn. Có những người mà cái tinh thần họ thanh thản thì họ ăn ngon miệng hơn,
họ ngủ thoải mái hơn. Có những người cái tâm của họ đó nó bị lo âu, họ ăn khó tiêu hơn và họ dễ bị ung loét bao tử. Mà cho đến bây giờ thì chúng ta biết có cái hiện tượng tâm lý mà ảnh trực tiếp đến thân của chúng ta là như sự căng thẳng hay là stress. Cái stress đó ảnh hưởng trực tiếp đến tim, stress ảnh hưởng trực tiếp đến áp huyết, stress ảnh hưởng đến bộ tiêu hóa. Thì những cái hiện tượng mà bệnh tim, bệnh tiêu hóa hay là ăn không ngon, ngủ không yên v.v. thì tất cả nó đều có cái sự ảnh hưởng bởi cái mà chúng ta gọi là cái mà chúng ta gọi là hiện tượng của gọi là sắc tâm. Thì thứ gì chúng tôi không biết là Thượng Tọa Tuệ Siêu có nghe được và có trở lại không. Quý Phật tử nào có thể giúp chúng tôi cho chúng tôi biết là chúng tôi thấy nick của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Ô dạ, và Thượng Tọa Tuệ Siêu đã trở lại. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ, là những cái tướng cách, tức là khi mình đi đứng hay là những cái cử chỉ, quý vị nhớ là cái ngôn ngữ cổ ngày xưa gọi là đại quay nghi và tiểu quay nghi đó, nhưng mà hiện nay thì chúng ta gọi là tư thế và cử chỉ. Thì tư thế và cử chỉ ở đây rõ ràng đó là do sắc tâm, nhưng mà rồi người ta nói cũng do nghiệp đó, bởi vì chúng ta thấy có một điều rằng có những người cái tướng đi rất là sang, có những người tướng đi không được sang trọng. Thì Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, như vậy nghiệp quá khứ có ảnh hưởng đến sắc tâm không? Kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại. Dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Quý vị có nghe được chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái này không phải là nghiệp ảnh hưởng đến sắc tâm, mà nghiệp nó tạo ra tâm quả. Hoặc là nghiệp ở trong quá khứ nó trợ cho cái tâm động lực hiện tại bằng cái thường cận y duyên. Rồi cái tâm động lực đó, đó nó mới tạo ra cái sắc tâm. Thí dụ như trường hợp cái tướng cách cao sang trong lúc đi đứng nằm ngồi đó, là do cái gì? Cái tướng cách cao sang đó, đó do nghiệp trong quá khứ nó tạo ra cái thân này. Thân này là sắc nghiệp tạo ra cái thân. Và đồng thời nó cũng ảnh hưởng
một cái người có cái phước ở trong quá khứ, cho nên ngay trong hiện tại cái tâm của người đó là thường là cái tâm vô tham, vô sân, vô si, cái tâm thiện. Cho nên chính cái tâm tâm thiện mà nó có được những cái tâm sở biến hành, tâm sở tình hảo biến hành đó, tính niệm tàm quý, vô tham vô sân vân vân, nó làm việc nấu thiện hơi dài thưa vị, nó liên đới hơi dài lắm. Rồi chính cái nội tâm đó đó, cái nội tâm mà trù phú đó đó, nó mới tạo ra cho người này cách đi chững chạc, đứng nằm ngồi phải thế. Cho nên ở đây chúng ta không thể nói trực tiếp là bị chi cái tướng đi đứng nằm ngồi đó là bị chi phối bởi nghiệp đời trước, chúng ta không thể nói nó trực tiếp gì. Nhưng mà chúng ta nên nhớ ngầm hiểu rằng cái tướng đi này nó tùy thuộc vào tướng tùng tâm sanh, do cái tâm của người đó như thế nào. Người đó là người có trí tuệ, người đó là người có cái tâm dũng mãnh, hay là người này chân chất, người này nghĩa, người này có ý chí lớn, cho nên khi mà đi đứng nằm ngồi người ta nhìn, người ta có thể biết được người đó có cái chí hướng như thế nào, có tâm như nào. Thì cái tâm đó đó, cái tâm mà tạo ra cái tướng, tạo ra cái tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi đó, thì cái tâm mà tạo ra tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, nó mới ảnh hưởng do cái nghiệp thiện, cái phước ở quá khứ. Hoặc là một người nói cười vô duyên, đi đứng khó coi chẳng hạn, thì nó do cái tâm của người đó, do cái tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện này nó ảnh hưởng là do nghiệp của quá khứ chi phối, nghiệp ác ở trong quá khứ chi phối. Người này trong quá khứ từng tham sân si, cho nên ảnh hưởng cái thường cận y duyên đó đó. Ngay trong hiện tại tâm tham sân si nó sinh khởi lên, mà tâm tham sân si sinh khởi lên thì thưa quý vị, nó sẽ tạo ra cái cách tiểu quân nghi. Thí dụ như bây giờ do cái nghiệp người đó tham, do cái nghiệp tham nó tạo ra, ngay trong hiện tại nó ảnh hưởng đến tâm tham. Mà khi mà tâm tham tạo ra sắc tâm thì cách tiểu quân nghi, cách liếc nhìn của người đó, cái ánh mắt mà liếc đó, người ta nhìn thoáng qua, người ta nói anh chàng này rất là gian xảo, rất tham lam, coi chừng anh ta móc túi bây giờ. Bởi vì cái ánh mắt mà nhìn đó, cái này là do tâm tạo chứ không phải là do nghiệp tạo. Chính cái tâm đó nó ảnh hưởng do nghiệp quá khứ. Cho nên chúng ta phải hiểu chứ, là nó có cái sự liên đới, nhưng không thể nói nó là trực tiếp được. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái phần thảo luận này. Xin tỉnh thường tôi dự đoán trở lại nó một thời gian. Sa thú kính trưng chư tòa thượng sư. Bạch sư huynh, thấy sư huynh không có khỏe đó, mà mình còn hai phần nữa đó. Sư huynh có muốn đi nghỉ sớm rồi sư đệ sẽ lo giảng hai phần còn lại, hay là sư huynh có thể tiếp tục giảng cho một hay hai phần còn lại? Xin sư huynh hoan hỷ cho biết. Tại vì chúng ta còn hai phần
Nếu được trong hai phần sau còn lại, xin sư đệ quan hỷ sư đệ giúp dùm cho sư huynh đi. Dạ vâng, dạ, như vậy sư đệ dạ phải thấy sư huynh không khỏe đó, như vậy tính sư huynh đi nghỉ. Dạ. Quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần thứ ba dùm. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn sư đệ. Dạ. Dạ. Cảm ơn sư đệ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin đọc phần thứ ba. Quý tiết tạo sắc đây là lửa nóng, Unha Techo, và lửa lạnh, Sita Techo, bên trong thân và bên ngoài thân. Quý tiết trong thân trợ tạo sắc pháp sanh ở mỗi sắc na tâm, bắt đầu từ sắc na trụ của tâm tái tục mãi đến về sau. Còn quý tiết bên ngoài do gió nắng thì tác động sắc nhiệt hoài hoài khi nào tiếp xúc. Sắc pháp do quý tiết tạo gọi là sắc quý tiết, ú tú trá rupa, gồm 13 thứ sắc là 8 sắc bất ly, 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc linh hoạt, 1 sắc giao giới, cũng không cần kể 4 sắc tướng. Sắc quý tiết có 4 loại. Sắc quý tiết do sắc nghiệp trợ, căm má trá bát trá, gia ú tú trá rupa. Sắc quý tiết do sắc tâm trợ, xích tá trá bát trá, gia ú tú trá rupa. Sắc quý tiết do sắc quý tiết trợ, ú tú trá bát trá, gia ú tú trá rupa. Sắc quý tiết do sắc vật thực trợ, a ha ra trá bát trá, trá rupa. Do nhân này, trong sắc thân có nhân loại và bàn sanh đều có sắc quý tiết luôn luôn. Dù khi sanh đó chết đi, sắc quý tiết vẫn hiện bày. Và con xin cung kính thỉnh mời thượng tòa giác đẳng trở lại hương thân. Cảm ơn cô Nguyễn Xuân. Thưa quý vị, hôm nay thượng tọa tự siêu thấy thượng tọa không có khỏe đó, chúng tôi xin được thay lời thượng tọa để giảng hai phần còn lại hôm nay. Thật tình mà nói thì vì giáo trình này là của thượng tọa tự siêu biên soạn, chúng tôi chỉ có viết phần dẫn nhập thôi, mấy phần thảo luận. Nếu mà chúng tôi soạn đó thì chúng tôi sẽ dạy chậm hơn một chút. Là bởi vì thân tình thì chúng tôi vẫn thấy giải hơi nhanh. Thí dụ như về sắc nghiệp và sắc tâm á, thì giảng cũng chúng tôi thấy giảng cũng chưa có hết ý. Nhưng mà rồi thôi, thì tôi siêu muốn là chúng ta từng này phải cho xong. Nếu không xong thì từng tới đi qua cái khác, chứ không có trở lại thân tình chúng ta. Ráng chúng ta giảng chứ. Thưa quý vị, chúng ta nói về điểm thứ ba là cái nhân sanh vật chất hay nhân sanh sắc pháp là quý tiết. Cái chữ quý tiết ở đây chúng tôi hoàn toàn không có muốn dùng tới. Mà quý vị thường nghe chúng tôi dùng cái chữ nhiệt lượng hay là nhiệt độ, bởi vì chữ quý tiết trong cái ngôn ngữ của chúng ta bên ngoài chỉ cho cái mùa màng thời tiết để làm nông. Giống như chúng ta nói tiết thu hay tiết xuân, hay một quý ấy, tức là một cái thời ở trong năm, một cái thời vụ trong năm, chúng ta gọi là quý tiết. Thì cái này nó có liên hệ đến cái gọi là ưu tú, chứ nó không có, nó cũng không có, nó không có hẳn là vậy. Và ngày xưa đó, ngày thực sự ngày dịch cái chữ ưu tú ngày dịch là âm dương. Dạ, âm dương trong cái nghĩa bây giờ người ta gọi dinh gian, tức là nóng và lạnh. Dạ, âm dương. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi tình cờ đi trên xe có một vị hòa thượng bên Bắc Tông. Vị hòa thượng này cũng giỏi về di thức, mà có một phật tử tình cờ hỏi chúng tôi về cái nhân tạo sắc. Thì chúng tôi có nói rằng theo trong Thắng Pháp thì có
cả bốn nguyên nhân không nhất thiết là cái gì cũng do tâm tạo, mà do nghiệp tâm âm dương và vật thực vật thực. Thì vì hòa thượng này rầy chúng tôi một trận, và vị này, tại vì vị này cũng lớn, thầy hòa thượng Bắc Tông, thì nói chữ âm dương là theo đạo lão, theo Trung Hoa, chứ sao mà Phật giáo có âm dương. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì chữ âm dương đó, nó là một cái khái niệm về nóng và lạnh, và nói chung là về nhiệt lượng hết. Nhưng mà phải nói rằng cho đến giờ phút này đó, về cách dùng từ đó, thì chúng ta cũng gặp vấn đề. Thí dụ chữ techo, techo ở đây, nếu quý vị nào đọc ở trong bài học đó, thì có cái chữ có một cái hai cái danh từ mà một người mới nghe thì cũng hơi lạ, đó là đó là lửa nóng và lửa lạnh. Lửa, nếu quý vị hỏi là lửa lạnh là lửa gì, giờ gọi là unhatecho và sitatecho. Thật ra thì chúng tôi có nói với quý vị là nhiệt lượng là nhiệt lượng, dạ, còn cái nóng cái lạnh đó là do cái cảm nhận của chúng ta hết, dạ. Thí dụ như bây giờ chúng tôi đang ở mùa thu ở Houston, và ở bên ngoài là 50 độ F Fahrenheit, 50 độ. Thì khi quý vị hỏi chúng tôi 50 độ Fahrenheit là nóng hay lạnh đó, thì chúng tôi nói hơi lạnh lạnh, dạ, chúng tôi hơi lạnh lạnh. Nhưng mà nếu đối với những người Eskimo á, thì 50 độ được xem là độ nóng, và tại họ quen sống với cái nhiệt độ là 30 độ chẳng hạn. Thì cái nóng cái lạnh đó là một khái niệm do cái sự tương thích đối với cơ thể con người, chứ thật ra nhiệt độ là nhiệt độ, nhiệt độ là nhiệt độ, chứ không có chúng ta dùng cái chữ nóng và lạnh, chứ nóng với người này lạnh với người kia chẳng hạn. Thì chúng tôi nhớ hồi xưa khi chúng tôi ở Việt Nam á, có lúc vào tháng 10, 11 chúng tôi ở Long Thành á, chúng tôi thấy nó lạnh thôi. Nhưng mà bây giờ nhớ lại nhiệt độ lúc đó thì chúng tôi không thấy lạnh, mà nhiệt độ đó chúng tôi vẫn thấy rằng nó chưa đủ mát. Dạ, nó chưa đủ mát, nên chỉ quý Phật tử nên bỏ đi cái khái niệm về nóng và lạnh, mà chúng ta chỉ nói về cái nhiệt lượng hay là nhiệt độ mà thôi. Thì thưa quý vị, cho đến gần thế kỷ thứ 15 đó, thì cái ngành vật lý của phương Tây đó, thì bắt đầu người ta mới có cái khái niệm về cái sự liên hệ mật thiết giữa nhiệt lượng và năng lượng. Dạ, nhiệt lượng và năng lượng. Và nhiệt lượng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Dạ, quan trọng khi chúng ta để năng lượng. Nói một cách khác là điện lực mà ngày nay chúng ta biết hay là những cái máy móc vận hành mà do năng lượng, dù đó là năng lượng của dầu thô, năng lượng của than, năng lượng của nguyên tử, thì tất cả là những cái nguồn sản xuất ra nhiệt lượng. Và nhiệt lượng nói một cách khác là một cái sự giải phóng của năng lượng. Và chỉ có khác hay chăng là chúng ta có thể sử dụng được hay không, có thể điều tiết được hay không. Ví dụ như là bây giờ thì con người đã có những cái solar panel để chúng sử dụng cái ánh sáng của mặt trời á, và ánh sáng mặt trời để tạo thành những cái nguồn năng lượng, những cái điện năng, và điện năng đó được sử dụng trong đời sống. Đó là một cái tiến bộ của con người. Nhưng mà từ ngàn xưa, rất xưa, trước thời Đức Phật, thì người Ấn Độ đã có nói đến cái hiện tượng gọi là techo. Dạ, rồi chúng ta nói nhiệt lượng ở trong vật chất. Và Đức Phật Ngài cũng nêu rõ là nhiệt lượng là một ở trong bốn đại mà chúng ta gọi là hỏa đại, là không thể thiếu trong vật chất. Bây giờ thì chúng ta nói đến cái nhân sanh của sắc pháp của vật chất. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn cho rõ, nhận cho rõ đó, thì nhiệt lượng á, nó tạo nên rất là nhiều cái hiện tượng. Và những cái hiện tượng mà về cái nổi ở bên ngoài mà chúng ta gọi là thời tiết. Dạ, tại sao chúng ta có bốn mùa xuân hạ thu đông, là bởi vì các cái hành tinh nó phải đi theo một cái quỹ đạo. Và cái quỹ đạo đó
nó có một cái sự tương thích với mặt trời. Dạ. Do cái quỹ đạo nó không tròn hoàn toàn, thành ra nó có lúc nó gần mặt trời, có lúc xa mặt trời. Dạ. Và có lúc á, thì cái bắc cực là hướng về mặt trời, có lúc nam cực hướng về mặt trời. Thành ra chúng ta thấy là trong một năm á, có khi ở tại bắc cực là có một khoảng thời gian nhiều tháng trời hoàn toàn tối, có nhiều tháng hoàn toàn sáng. Và bởi vì trái đất vận hành trong một cái quỹ đạo chung quanh mặt trời, do đó thời tiết thì có khi nóng, có khi lạnh, do gần và do xa mặt trời. Và dĩ nhiên khi trái đất quay đó, thì có lúc chúng ta hướng về mặt trời, có lúc chúng ta không hướng mặt trời, thành chúng ta có ngày có đêm. Thì như vậy cái sự vận hành đi theo vòng tròn, mà chúng ta gọi là trong một cái chu kỳ, dù là cái vòng quay của trái đất hay là vòng quay chung quanh quỹ đạo đó, nó là một hiện tượng thiên nhiên. Và trong cái sự vận hành chung quanh quỹ đạo đó, thì bắt buộc là phải có gần có xa, bắt buộc phải có xuân hạ thu đông, bắt buộc phải có lúc nóng lúc lạnh. Chứ nó không thể nào mà mình gọi là nó luôn luôn phải thế này, luôn luôn phải thế kia. Thì nếu quý vị nào mà học về danh pháp á, thì chúng ta biết rằng nó có những cái hiện tượng gọi là tâm cơ năng. Tâm cơ năng là tâm bằng máy móc, như là kháng ngũ môn, kháng ý môn. Thì trong vật lý hay trong sắc pháp thì nó cũng tương tự như vậy. Nó có những hiện tượng, mà những hiện tượng này nó không liên hệ đến nghiệp, không liên hệ đến tâm, mà nó hoàn toàn là do cái chất tự nhiên. Thì một ở trong những hiện tượng tự nhiên đó là nói về nhiệt lượng. Dạ. Như chúng tôi nói là nhiệt lượng đó, nó vốn là một điều bắt buộc phải có tự nhiên của sắc pháp. Không thể nào mà nói rằng nhiệt lượng luôn luôn ảnh hưởng bởi tâm, bởi hiện tượng, bởi nghiệp, mà nó lại là một cái hiện tượng có khi bị chi phối bởi vật chất, có khi không bị, chứ có khi bị chi phối bởi nghiệp, có khi không bị chi phối bởi nghiệp, có khi bị chi phối bởi tâm, khi không chi phối bởi tâm. Bởi vì quý vị mới thấy là trong bài này thì tôi từ siêu có đề cập đến bốn cái hiện tượng gọi là ưu tú, và bốn cái nhiệt lượng. Nhiệt lượng nó liên hệ đến nghiệp, liên hệ đến tâm, liên hệ đến chỉ đơn giản liên hệ đến nhiệt lượng, nhiệt lượng liên hệ đến nhiệt lượng, và nhiệt lượng nó liên hệ đến dưỡng tố, và bốn thứ như vậy. Thì bây giờ chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa là nhiệt lượng á, là nó tạo ra năng lượng, và nhiệt lượng đó là có ảnh hưởng lớn đến một thứ mà chúng ta gọi là sắc linh quả hay sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt là kinh nhu và thích dụng. Thì nói chung là nhiệt lượng đóng một cái vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cơ thể của chúng ta lạnh quá nó cũng chịu không nổi, nóng quá nó cũng chịu không nổi. Khi mình sống á, thì cái cơ thể nó có cái chất ấm vừa phải, khi mình chết đi thì cơ thể lạnh ngắt. Thực phẩm á, có lúc ăn sống thì nó ngon, mà có thực phẩm có lúc chúng ta nấu chín thì nó ngon. Và chúng ta biết được rằng cái gọi là điện năng nó vốn dĩ đến từ từ cái nhiệt lượng mà ra. Do đó ngày hôm tuần vừa rồi đó, thì chúng ta có nghe một cái tin tức là nhiều quốc gia trong thế giới, trên thế giới, kể cả Việt Nam, đã ký một cái thỏa ước là ở trong một cái thời gian nào đó thì người ta sẽ chấm dứt sản xuất điện bằng than. Tại vì than đã làm ô nhiễm trái đất này. Và đó là một cái tin rất mừng cho toàn. Bởi vì trái đất bị ô nhiễm khủng khiếp do cái việc mà những cái tháng khí từ cái lò đốt than. Và lý do người ta đốt than rất là nhiều bởi vì than là cái nguồn cung ứng của điện lực và ở trên thế giới này. Thì chúng ta thấy rõ ràng một điều đó là năng lượng á, có một vai trò quan trọng trong vật chất. Và về điểm này thì chúng tôi không có nói nhiều bởi vì quý Phật tử thấy được rằng
khi mà chúng ta học về vật lý đó, thì energy, là về năng lượng nó đóng một vai trò quan trọng. Và chúng ta nên nhớ rằng cái năng lượng này đó, nó tồn tại ở trong mọi hiện tượng vật chất. Tất cả hiện tượng vật chất đều có hỏa đại hết. Hỏa đại đó là một thứ năng lượng. Và cái năng lượng đó, nó tạo nên vô số những cái hiện tượng lớn về vật lý. Nói một cách khác là không có một cái lĩnh vực nào của vật lý mà không có liên quan đến năng lượng. Và khi nói đến năng lượng thì đặc biệt là Phật đề cập đến hỏa đại. Do vậy trong những cái nhân sanh của Pháp á, thì ở trong đó có nhiệt lượng, quý vị nhớ nha. Đây là một cái rất là quan trọng. Và chúng tôi nhắc lại là cái chữ quý tiết đó. Và chữ quý tiết mà trong chữ Hán thì nó chỉ cái tách là mùa vụ. Mùa vụ tức là cái chuyện mà liên quan đến thời tiết ở trong năm. Nhưng mà cái mùa vụ nó chỉ là một hiện tượng nhỏ của cái gọi là u thú ở trong cái nhân sanh ở đây. Ở đây chúng ta phải nói đến tất cả cái nhiệt lượng từ cái fusion của nguyên tử cho đến hiện tượng nóng lạnh của xuân hạ thu đông mà chúng ta cảm nhận. Thì nói tóm lại là nếu chúng ta để ý cho kỹ đó, thì nhiệt lượng đóng một vai trò bao trùm tất cả những hiện tượng vật chất mà chúng ta đề cập đến. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta không có nhiều thời giờ đó, chúng tôi cố gắng đi nhanh qua cái phần thứ tư là phần về dưỡng tố. Và quý vị quan hệ, nếu có thời giờ đó thì chúng ta sẽ trở lại với các câu thảo luận. Chúng tôi cố gắng để làm theo yêu cầu từ tuần siêu là tuần này phải làm cho xong bài học này. Mời quý vị nào đọc cho phần sau cùng, là thực ra có nhiều phần lắm thưa quý vị. Và quý vị đọc cho phần còn lại đi. Và quý vị quan hệ đọc cho phần còn lại. Dạ, con xin đọc phần thứ tư. Nhưng mà trong phần thứ tư này con thấy nó hai đoạn. Bây giờ con đọc luôn hai đoạn hay là cần đọc một đoạn, bạch sư đưa cho con một tín hiệu. Trước nhất dạ con xin đọc phần thứ tư. Dạ, kính tri ân đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. 4. Vật thực tạo sắc đây là chất dinh dưỡng ô chá của các loại thức ăn đã nhai nuốt vào bụng làm phát sanh gọi là sắc vật thực. A ha ra cha ru ba. Sắc dinh dưỡng ô chá là một trong 8 sắc bất ly. A vinip ho ga ru ba. Do đó có 4 thứ sắc vật thực bất ly. Sắc vật thực bất ly của sắc nghiệp cam ma cha ô chá. Sắc vật thực bất ly của sắc tâm chít ta cha ô chá. Sắc vật thực bất ly của sắc quý tiết ô tu cha ô cha. Sắc vật thực bất ly của sắc vật thực a ha ra cha ô cha. Chỉ có sắc vật thực bất ly của sắc vật thực là sắc dinh dưỡng do vật thực ăn uống tạo ra thôi. 3 sắc vật thực bất ly khác do nghiệp sanh, do tâm sanh và do quý tiết sanh. Sắc vật thực sanh có 18 thứ là 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc giao giới. Dạ, đọc tới đây thôi không? Phải không Thầy Đức, Thầy Tri? Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng lên giảng dạy ạ. Con kính nhân bích đến sư. Cảm ơn cô Trúc Quỳnh. Thưa quý vị, chúng tôi thưa quý vị là một lần nữa đó, giống như cái chữ quý tiết á, cái chữ vật thực á, nó lại là một chữ mà nó rất là hẹp nghĩa. Chúng tôi không có muốn dùng cho chữ ahara tại đây, mặc dù ahara có nghĩa là thức ăn á, và nhưng mà thức ăn không phải là ở đây là cơm bánh mà chúng ta nhai nuốt mới gọi là chúng ta gọi là ahara. Ahara nói chung là sinh tố, là dưỡng tố, là cái chất nuôi dưỡng của sắc pháp. Thì cái chất nuôi dưỡng sắc pháp này đó, nó
ở trong nhiều cái hình thức khác nhau. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là phân và nước đối với cây, hay là nói rõ hơn, trong chúng ta có những cái khoáng chất, chúng ta có những khoáng chất mà những khoáng chất đó đó, nó những cái chất khoáng đó nó giúp cho nuôi dưỡng cơ thể. Ví dụ như là trong thời gian vài tháng qua đó, chúng tôi gặp một cái một vấn đề là cái chân của chúng tôi nó hay bị dở bẻ, và khi chúng tôi đi bác sĩ thì họ đo máu, họ nói là chúng tôi thiếu magnesium. Do thiếu magnesium, do đó cái chân nó hay bị dở bẻ. Do đó chúng tôi, bác sĩ họ cho chúng tôi uống nhiều magnesium lên. Thì magnesium là một cái chất khoáng, thưa quý vị. Nó cũng như iron, chất sắt ở trong cơ thể chúng ta. Nó không phải là thực phẩm, nó không phải là đồ ăn. Dạ, nhưng mà nếu chúng ta ăn chuối nhiều hơn, dạ, hay là nếu chúng ta ăn một số thức ăn nào đó đó, thì chúng ta có nhiều magnesium, thì chúng ta sẽ khiến cơ thể bình thường. Thì như vậy đó, là ahara ở đây không nhất thiết là cơm, là bánh, mà nó còn nói đến những cái sinh tố, những cái dưỡng tố, mà những sinh tố dưỡng tố đó nó nuôi dưỡng cái sự tồn tại của cơ thể. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng mình học về sắc pháp đó, đừng nghĩ rằng sắc chỉ là liên hệ đến thân, mà sắc là nói chung về tất cả vật chất. Và trong những hiện tượng vật chất đó, thưa quý vị, thì nó có những thứ mà nó tàn phá cái này mà nó lại nuôi dưỡng cái kia. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngày hôm nay đó, thì chúng ta có một cái sự hiểu biết rộng rãi về bacteria. Bacteria tức là những cái vi khuẩn. Và những bacteria đó có những thứ nó tốt cho chúng ta và có những thứ không tốt cho chúng ta. Bacteria thì nó có nhiều cái hình thái khác nhau, nhiều loại khác nhau. Hay nói một cách khác là quý vị thấy như là ở ngoài biển có những loại tảo, có những loại tảo ngoài biển, mà tảo đó nó có giàu cái protein, và cái protein nó nuôi dưỡng bacteria, nó nuôi dưỡng các suy vi sinh vật. Chúng ta có cả một cái thế giới mà đủ loại những cái dưỡng tố, loại này nuôi loại kia nuôi loại nọ đó. Thật ra không nhất thiết là vật thực hay là thực phẩm ở đây, vật thực ở đây chỉ ahara đi, chỉ cho vật thực mình ăn thôi, và được hiểu như vậy. Mà chúng ta nên hiểu rằng tất cả những cái hiện tượng vật chất đều có sự tồn tại của vật thực. Và dĩ nhiên là có những thứ vật thực có sinh tố nó nuôi cái này mà nó lại không nuôi cái kia, có sinh tố nuôi cái kia không nuôi cái nọ. Như hồi nãy chúng tôi có nói rằng bacteria có khi nó là good bacteria, có khi nó là bad bacteria. Có những loại bacteria nuôi dưỡng thứ này thứ khác, cũng như là thường là chúng ta nói là vi trùng, có những vi trùng độc cho cơ thể nhưng mà nó lại nuôi những thứ khác. Và do vậy chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà mình dùng ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ dịch thuật. Và chúng ta cũng nên biết một điều rằng hai cái lĩnh vực đầu nói về hai cái nguyên nhân sanh sắc pháp đó, là tâm và nghiệp đó, thì Phật giáo nói đến rất là nhiều. Sắc nghiệp và sắc tâm đó, thì Phật giáo nói đến rất nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về nhiệt lượng và chúng ta nói về dưỡng tố đó, thì hai lĩnh vực này đó, thì chúng ta phải nhận là khoa học ngày nay lại đặc biệt đề cập đến rất là rộng. Đặc biệt là vật lý học đó, thì cho chúng ta biết nhiều về nhiệt lượng. Và về khoa học đó, thì cho chúng ta biết rằng có những cái chất ở trong vật chất và có những thứ đó mà nó dù là chất khoáng, dù là sinh tố, nó ảnh hưởng đến bộ phận này bộ phận kia cơ thể và ảnh hưởng ở bên ngoài. Thí dụ tại sao cái lá màu xanh, tại sao cái lá màu vàng, tại sao biển chỗ này nước đỏ, chỗ kia là nước đen, vân vân. Thì chúng ta có rất nhiều cái kiến thức hiểu biết ngày nay, nhưng mà thế giới này luôn luôn tồn tại là do
là do cái mà chúng ta gọi là dưỡng tố. Mặc dù là chúng ta không có thì giờ, và chúng ta cũng phải nói thêm đến hai thứ mà trong khoa học ngày nay đề cập đến, gọi là hữu cơ và vô cơ. Dù sao đi nữa đó, thì Phật giáo và nói chung là cái nền văn hóa Thiên Trúc, nền văn hóa của Ấn Độ đó, là một cái mảng nền văn hóa rất xưa, rất lâu đời, đặc biệt nhấn mạnh đến cái sự tồn tại của những cái dinh dưỡng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nói đến cái dinh dưỡng này nó rất ư là tế nhị. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái dĩa thực phẩm, và một cái dĩa thực phẩm mà chúng ta có được để lâu ngày á, thì thưa quý vị, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái nhiệt độ. Do vì chúng ta có tủ lạnh để giữ trong tủ, thì cái đó là cái nhiệt lượng, nó giúp chúng ta giữ cái tủ lạnh lâu. Nhưng mà rồi chúng ta lại nói đến một thứ khác, là cái hoa mà chúng ta cắt bô cắm ở trong bình, nếu mà có đủ nước thì nó sẽ tươi lâu, và thiếu nước thì nó sẽ mau tàn, như là chúng ta thường thấy. Thì cái hiện tượng mà có đủ nước hay không đủ nước, nó liên quan đến cái mà chúng ta gọi là ahara, là vật thực, và vật thực hay là dưỡng tố hay là sinh tố. Bởi vì có lúc quý Phật tử mà về chùa cắm hoa đó, có một vài Phật tử mà họ có cái tiệm florist, có cái tiệm bán bông hoa bên ngoài đó, quý vị. Thì họ cắm xong đó, thì không phải là họ chế nước bổ xong, mà họ lại bỏ một ít aspirin hay là một vài cái loại thuốc đặc biệt của những tiệm florist. Thì những loại thuốc này đó, nó cho cái sinh tố, khiến cho bông hoa cắm trong bình tồn tại lâu hơn. Thì thật ra đề tài về dưỡng tố đó, nó là một đề tài rất là thú vị trong Phật pháp. Khi chúng ta nghe nói đến tứ thực, đó là đoàn thực, là thực phẩm cơm bánh, nói về xúc thực, tức là nói về cảnh nuôi cho tâm, nói về tư niệm thực, tức là cái sự tạo tác của tư tâm sở nuôi dưỡng sự luân hồi. Chúng ta nói về thức thực, tức là tâm nuôi dưỡng cho sự sống. Thì cái mà gọi là dưỡng tố ở đây thì đặc biệt nói đến cái đoàn thực. Nhưng mà đoàn thực ở tại đây không phải là chỉ có cơm bánh mà thôi. Đoàn thực ở đây chung là tất cả những cái sinh tố, tất cả những chất dinh dưỡng khiến cho vật chất tồn tại. Và nó thiên hình vạn trạng, nó muôn ngàn cái hình thái khác nhau. Nếu quý Phật tử mà nhìn thấy một cái cánh rừng, và một cái cánh rừng mà nó xanh tươi, thì chúng ta hiểu rằng cánh rừng đó nó có cái sự màu mỡ của đất đai. Chúng tôi sống ở miền sinh ra sống ở miền Tây, thưa quý vị, miền Tây là miền sông nước. Thì mặc dù là có rất là nhiều người họ nói lên một cái hình ảnh rất là buồn. Thí dụ chúng ta có cái bài hát là quê tôi mùa nước lũ, cái mùa mà nước dâng lên, nước nhảy bờ đó, thì nước lên láng mênh mông đó, thì người ta cảm thấy rất buồn. Nhưng mà kỳ thật đó là với những người sống ở miền quê và biết đó, thì cái mùa nước nổi, và mùa nước nổi hay nước nhảy bờ hay nước lũ đó, nó lại có một cái hiện tượng khác rất là quan trọng. Đó là nó đem phù sa vào trong đất đai, thành ra đất ở miền Nam rất là màu mỡ. Và vị nào mà đã sống ở miền Nam rồi đó mới hiểu được điều này, là ở miền Nam á, thưa quý vị, dĩ nhiên là khi mùa nước dâng lên á, thì nó cũng tàn phá rất nhiều hoa màu. Khi mà mùa nước xuống á, thì thưa quý vị, rau cỏ, chúng tôi nhớ hồi ở miền quê đó là quăng cái thứ gì nó lên cũng tốt hết. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi chưa bao giờ trồng rau muống á, thưa quý vị. Rau muống, rau nhúc, rồi thậm chí rau ôm, rau răm, có thể cắm đại ngoài bãi nó cũng sống.
Nói như vậy thì nó hơi quá. Qua bên Mỹ bây giờ trồng nó cực lắm, chứ ngày xưa ở miền quê đó, tại vì sao? Đất nó màu mỡ. Nó màu mỡ do đâu? Là do phù sa. Thì như vậy cái phù sa đó nó cũng mang lại rất nhiều cái dinh dưỡng, nó làm cho đất đai màu mỡ. Và cái phù sa cũng là một thứ, nó một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là dưỡng tố. Dạ, quý vị thấy dưỡng tố. Đó là chúng ta nói trong nông nghiệp thôi. Dạ, ngày nay đó mình khi mà mình đọc về rất là nhiều cái nghiên cứu từ cái cơ thể con người cho đến đất đai, cây cỏ, thiên nhiên, cho đến đại dương, và thậm chí cho đến những cái sự tồn tại của thể những tinh cầu đó, thì chúng ta thấy rằng nơi nào cũng vậy, hễ có vật chất thì ở đó cần có cái dưỡng tố, tức là cái chất dinh dưỡng để duy trì, để khiến cho mọi thứ tồn tại. Và khi mà chúng ta nói đến dưỡng tố đó, thì chúng ta cũng phải nói đến một cái yếu tố khác mà đạo Phật gọi là sankhara, là hữu vi, là cái pháp được cấu tạo, là cái pháp bị lệ thuộc, là cái pháp được tác động. Và sống có điều kiện, có điều kiện mới sống, có điều kiện mới tồn tại, dù là tinh thần hay là vật chất, dù là danh pháp hay là sắc pháp, thì cái nào nó cũng phải có điều kiện hết. Và khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy rõ rằng về điểm này đó, khoa học càng nói nhiều, càng nói rõ đó, thì càng chứng minh cho chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật dạy rằng tất cả những hiện tượng tâm lý và vật lý nó đều là pháp được cấu thành, được tồn tại bởi những điều kiện. Và ở trong những điều kiện đó có điều kiện về dưỡng tố, có điều kiện về nhiệt lượng, và dĩ nhiên bên cạnh đó có nghiệp, gọi là trì nghiệp, có tâm, sát tâm, vân vân. Thì nói chung là càng học thì chúng ta thấy rằng thế giới này sống tùy thuộc với nhau, nước lẫn nhau, mà không có một cái độc quyền, không có một cái yếu tố duy nhất, mà nó do nhiều nhân nhiều duyên. Ở đây thì chúng tôi chỉ đi qua một số khái niệm và không có thì giờ để đi vào đi vào chi tiết của bài học. Nhưng mà thôi, thực tế chúng ta học chúng ta học bài khác. Chúng tôi nhắc quý vị là bài học này, bài học rất là quan trọng về cái nhân sanh của sắc pháp. Và có thì giờ nên đọc kỹ lại. Dạ, có thì giờ đọc kỹ lại. Vì những điều hiểu những điều này đó, thì chúng ta mới hiểu về cái diễn trình của sắc pháp trong những bài học tới. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Và chúng tôi đặc biệt lưu ý của tất cả quý vị là Chủ nhật này, Chủ nhật 7 tây tháng 11 đó, ở tại Mỹ này chúng ta bắt đầu đổi sang giờ của mùa đông. Thành ra sinh hoạt ở trong room sẽ đổi giờ, là sớm hơn nửa giờ. Chư Tăng ở Việt Nam thì trễ hơn nửa giờ. Tức là Chủ nhật này chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt vào 7 giờ rưỡi sáng. Và ở Việt Nam thì sinh hoạt vào 8 giờ rưỡi tối. Dạ. Mùa hè đó thì ở Việt Nam và ở bên Mỹ, ở bên Houston đó, đều là 8 giờ. Nhưng mà rồi qua tới mùa đông thì phải thỏa hiệp với nhau. Bên Mỹ sớm hơn nửa giờ, bên Việt Nam trễ hơn nửa giờ. Thì chúng tôi mong tất cả quý Phật tử lưu ý cho. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có môn phản ngữ, và chúng tôi là vị đảm trách cho môn học ngày mai. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay, và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng Tông Rum, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp.
Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính tri ân quý ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hon tu nirontarang ho tu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hon tu nirontarang ho tu sapang sumang kalang kakan tu devata sapa sangha rupa vena soti hon tu nirontarang. Tăng thiện công đức đã làm kiếp duyên lành giải thoát, đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành nhân dân. Thank you.